Chụp ảnh nó về. Xin chào các bạn, giới thiệu các bạn bộ cống họa mi tàu rất là đẹp. Và đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là nó vẽ cảnh tuyết sơn đấy, tuyết trắng này. Ta vẽ vân nổi thì sao, đây nổi nổi rất là đẹp. Đây, bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944111410. Các bạn theo dõi thêm trên Facebook Chim Cảnh Đất Việt hoặc website www.chimcanhdatviet.com. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này. Xin chào tất cả các bạn, đây là bộ tai của nó đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.